Ngày 22 tháng 11 năm 2014, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 11 đã ban hành chỉ thị số 40 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Qua 10 năm triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã đi vào hiệu quả, chất lượng tín dụng ngày một nâng lên giai đoạn 2014-2024 đã có gần 848.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng doanh số cho vay đạt trên 32.500 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này đã hỗ trợ tạo việc làm cho hơn 63.000 lao động, giúp gần 14.000 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay để đầu tư cho học tập, xây dựng hàng trăm nghìn công trình nước sạch, vệ sinh, nhà ở, hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh. Nguồn vốn tín dụng đã giúp trên 194.000 hộ thoát ngưỡng nghèo và góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 3,52% vào cuối năm 2023. Việc cái ra soát xác định cái đối tượng thụ hưởng từ cơ sở có sự chỉ đạo vào cuộc của cấp ủy đảng, chính quyền ngay tại cơ sở và các chi bộ đảng thì cái việc ra soát xác định đối tượng nó được kịp thời. Thứ hai là cái việc uh, xác nhận các cái quy trình thủ tục hồ sơ cũng đã được rút ngắn. À, thứ ba, trong cái điều kiện cũng rất là khó khăn, nhưng tỉnh cũng đã dành được cái nguồn lực là trên 500 tỷ đồng. Thì giúp cho người dân được vay vốn cũng như là hướng dẫn cho các cái hộ nghèo và các đối tượng sách sử dụng đồng vốn nó có hiệu quả và từ đó nâng cao cái đời sống và đảm bảo cái an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2024, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt hơn 14.400 tỷ đồng, gấp 2,06 lần so với năm 2014 tổng dư nợ đạt hơn 14.380 tỷ đồng. Vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% xã phường thị trấn, khẳng định vai trò là trụ cột quan trọng, một điểm sáng trong giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm và an sinh xã hội.